Xin chào quý vị các anh chị, cùng Văn Trung khảo sát một căn nhà thuộc xã Hòa Hiệp nha quý vị. Bây giờ mình ra quay cái mặt tiền đường bên này trước này. Đây đường bàn cờ, đường thông tứ hướng nha quý vị. Phía này có cái trường học ha. Con đường này từ đây là nó cắt xa 329 khoảng tầm 40m nha quý vị. Tỉnh lộ 329 ở chỗ kia, ngã tư kia. Thì khu vực dân cư quá đông. Rồi ok, mình sẽ vào khảo sát căn nhà quý vị ha. Khu dân cư đông này, nhà máy Thái các kiểu. Thì từ đây nó cách xa chợ khoảng tầm 100m nha quý vị. Cách xa chợ 100m là tới chợ rồi. Rồi bề ngang của cái căn nhà này từ đây nha quý vị. Căn nhà là bề ngang từ đây đúng không cô? À đây là mình gặp luôn cái chị chủ ha. Chị chủ ở đây. Rồi đây. Rồi. Miễn là 7 thước là được. Miễn sao đó 7 thước được thôi. Nó qua tới cái chỗ rào lưới bên này nhé quý vị. Phía lưới rào bên này. Rào sát sát. Giấy tờ chính chủ sổ đỏ đầy đủ nhé. Cái này có thổ cư không chị? Rồi có 100m đất thổ cư quý vị ha. Thì xin được chào bán cho cái lô đất này là 800 triệu. Đây, mình quay cái phía bên hông nhà ha. Rồi, đây là phía trong nhà nha quý vị. Phía đằng sau thì lát mình sẽ ra quay sau đây ha. Rồi ok. Rồi 800 triệu cho cái căn nhà này nha quý vị. Quý vị chị nào mua thì liên hệ cho Văn Trung sớm nhé. Rồi. Phía bên này mình không ra quay nữa ha. Mình quay sơ cái phía đằng trước mặt thôi. Ít quá. Rồi. Đường bàn cờ đường thông tứ hướng quý vị ha. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Quý vị anh chị nào mua căn nhà này liên hệ cho Văn Trung nhé.